Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen ngày 3 tháng 5 cảnh báo một cuộc chiến ở châu Á sẽ tàn khốc hơn cả những gì đang xảy ra ở Ukraine và phải ưu tiên ngăn chặn điều này. The Straits Times đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen ngày 3 tháng 5 đã cảnh báo rằng một cuộc chiến ở châu Á sẽ tàn khốc hơn nhiều so với xung đột ở Ukraine. Và việc ngăn chặn điều này phải là ưu tiên hàng đầu của tất cả các quốc gia trong thập kỷ tới. Lời cảnh báo được ông Ng đưa ra tại bài phát biểu khai mạc hội nghị và triển lãm phòng thủ hàng hải quốc tế châu Á lần thứ 13 Index Asia ở Singapore. Sự kiện kéo dài 3 ngày, thường được tổ chức 2 năm một lần. Đây là lần đầu tiên Index Asia được tổ chức trở lại sau 4 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19. Ông Ng cho rằng xung đột ở châu Á có thể có tác động lớn như hậu quả của Thế chiến thứ nhất. Ông Ng còn nhận định có những bên thậm chí đang cân nhắc khả năng để kịch bản này xảy ra. Điều này cho thấy các nước cần phải tăng gấp đôi nỗ lực ngoại giao cũng như ngăn ngừa và giảm thiểu xung đột. Bộ trưởng Quốc phòng Singapore cũng nhấn mạnh sự cần thiết của các biện pháp xây dựng lòng tin và hợp tác. Nếu thảm họa đó có xảy ra với chúng ta, bất kể nguyên nhân và những lời biện minh sau đó là gì, thì thế giới sẽ bị thay đổi hoàn toàn và thực sự trở nên nghèo khó. Hai cuộc chiến cùng xảy ra ở châu Âu và châu Á sẽ là thảm họa đối với tất cả chúng ta, ông Ng nói thêm. Bộ trưởng Ng cũng nói cuộc xung đột ở Ukraine đã phá vỡ niềm tin rằng các mối quan hệ kinh tế sâu sắc sẽ dẫn đến sự thịnh vượng chung và giảm nguy cơ chiến tranh. Ông Ng còn chỉ ra rằng cuộc khủng hoảng Ukraine cũng đảo ngược sự tương thuộc lẫn nhau mà các nước đã xây dựng trong 3 thập niên qua. Câu hỏi quan trọng nhất là liệu niềm tin trên có đúng với châu Á và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hay không, ông Ng nêu ra. Bộ trưởng Quốc phòng Singapore cũng cảnh báo rằng không giống như ở Ukraine, một cuộc xung đột ở châu Á, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc, sẽ là điều không thể tưởng tượng được và gây ra sự gián đoạn gấp nhiều lần mà thế giới đang phải đối mặt vì Mỹ và Trung Quốc chiếm hơn 1/4 thương mại toàn cầu. Bộ trưởng Ng cho biết thế giới phụ thuộc vào Trung Quốc, nhà sản xuất lớn của nhiều mặt hàng thiết yếu. Vì vậy, không thể giải quyết thách thức toàn cầu nào nếu không có sự tham gia của Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Mỹ muốn có cạnh tranh lành mạnh với Trung Quốc dù quan hệ căng thẳng. Trong các cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, chúng ta đã nhận ra và chấp nhận rằng một số tổ chức, đặc biệt là các ngân hàng và hệ thống tài chính, là quá lớn để có thể để cho sụp đổ. Cụm từ này cũng áp dụng cho mối quan hệ Mỹ-Trung, mối quan hệ của hai nước này với ASEAN, các nước châu Á khác và châu Âu, ông Ng nói. Bộ trưởng Ng cũng kêu gọi 47 phái đoàn tại hội nghị, trong đó có 22 chỉ huy hải quân, lực lượng bảo vệ bờ biển và lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật hàng hải, là phải thực hiện các bước chủ động để ngăn chặn hoặc giảm thiểu xung đột ở châu Á. Theo Thanh Niên, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.